Hello các bạn, chúc mọi người một ngày bình an ha, gặp nhiều may mắn. Rồi ở trong video này tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn cách cây lược tóc chải cao bình dân ha, cho người lớn tuổi. Rồi ở cái nền tóc này thì thưa mỏng nha các bạn, nền săn dạng ha. Thì ở đây cây lược cắt cao nha các bạn, cắt từ chân viền phía tính từ phía trên vành lỗ tai lên tầm khoảng 3 cm ha. Chúng ta hướng lược ra ngoài 35 độ về phía chúng ta, đi tông lên nha các bạn. Đó, cũng vừa cắt và vừa đuổi lên phía trên và phá thành khớp ở trên luôn các bạn, cho nó cái nền nó mượt nó ôm xuống luôn ha. Đó, thì cái nền tóc này thì bạc không đều nha các anh chị các bạn, cho nên cái nền này khi mà cắt rồi các bạn nhìn thấy nó còn lon lỗ ha, chỗ trắng chỗ đen ấy. Chứ thực tế thì cái nền nó mượt. Rồi ở phía sau cạnh vành tay này cũng cây lược tương tự ha, cũng cắt đuổi cao lên trên luôn ha, tầm khoảng 4 cm và hướng lược ra ngoài cách da đầu 35 độ ha. Giờ chúng ta đi tông lên. Rồi cũng cây lược làm mượt lại cái nền ở phía trên chân viền xíu ha. Rồi chấn viền phía sau vành tai này luôn nha các bạn. Thì tóc này thì người lớn tuổi, hồi nãy tôi cũng đã chấn viền ở trước và sau mai và chấn luôn mai ha các bạn. Rồi cây lược làm mượt lại nền một lần nữa ha. Rồi vuốt lại cái nền chân viền cho nó mượt luôn các bạn. Rồi ở phía sau cái phần gáy này bạn, ở phần sau ha, chúng ta cũng cây lược cắt đuổi dài lên luôn nha các bạn. Đó, chúng ta cắt đuổi dài lên để cho nó mượt nền luôn ha, không có thằng khớp luôn á. Rồi cái nền tóc này khách đội nón nhiều cho nên nó bung giận nhiều các bạn, nó bung ở cái ở như cái khớp phơm giữa ha. Này tôi vuốt cho nó mượt cho nó thẳng luôn. Rồi cây lược làm mượt lại nền ở dưới phần phía trên đuôi gáy chút ha các bạn. Đó, chúng ta vuốt cho nó đều hết ha. Thì cái tóc này mỏng thưa nha các bạn, chúng ta chỉ cắt đuổi lại lên cho nó đều là ok rồi, không có tỉa ha. Rồi chúng ta cũng vuốt lại cái viền ở phía dưới đuôi óc ha các bạn. Rồi cái viền này ta cũng vuốt cho nó mượt nhưng mà chúng ta thả luôn cái viền ở đuôi gáy ha, không chấn nha các bạn. Rồi cây lược lại làm mượt lại cái viền phía dưới ha, nãy chúng ta vuốt nó còn cái tầng nhẹ ha. Rồi ở phía bên tay phải, phía sau cạnh vành tai bên tay phải này cũng cây lược cắt đuổi tương tự nha các bạn. Cũng chải lược cua tóc và đẩy lược nghiêng lược, đầu răng lược ra ngoài cách cho đầu 35 độ về phía chúng ta ha, cắt đuổi dài lại. Rồi cũng chấn lại cái viền ở phía sau cạnh vành tai này luôn ha, và vuốt lại cái chân viền cho nó mượt luôn. Cắt tóc thì mỗi người thợ có cái kiểu cách cắt khác nhau nha các anh chị và các bạn. Ở đây thì tôi chia sẻ theo cái cách cắt của tôi đơn giản và nhanh nha các bạn. Rồi chúng ta cũng cây lược làm mượt lại cái nền ở phía sau hôm sau và cái phần cạnh hông này một lần nữa nha các bạn. Rồi ở phía trước cạnh vành tai bên phải này, phía trên cạnh vành tai này chúng ta cũng canh từ viền lên 3 cm và hướng lược ra ngoài cắt đuổi thẳng lên nha các bạn, cho nó thẳng nền cho nó mượt luôn ha. Rồi cây lược làm mượt lại nền ở dưới chân mai và cạnh vành tai luôn nha các bạn. Rồi, chúng ta cũng cây lược vuốt tới vuốt lùi cái nền đó cho nó mượt nha các bạn. Như nãy tôi nói cái tóc này thì nó bạc không đều ha,
chỗ đen chỗ trắng các bạn. Cũng cố gắng vuốt cho nó mượt rồi chấn mai luôn và vuốt viền vành tay luôn nha các bạn, và trước mai luôn ha. Rồi cái máy thì tương đối thưa và ngắn các bạn, ở đây thì tôi chỉ sơn ngọn sơ thôi cho nó đều rồi là xong các bạn. Rồi cũng so lại toàn bộ cái ngọn ở trên cái phần đỉnh đó luôn nha các bạn. Phía bên tay trái cũng tương tự các bạn, cũng so lại cho nó đều hai bên ha. Rồi cơ bản cái tóc này cũng đã cắt xong các bạn, không tỉa ha. Ở đây tôi xịt nước để làm cho ướt cái chân viền cho nó mềm chân viền để cạo các bạn. Rồi cái cạo viền này cũng là phần cuối cùng để hoàn thành luôn kiểu tóc nha các anh chị và các bạn. Thì viền hồi nãy chấn bằng tông cũng tương đối sắc rồi ha. Ở đây tôi cạo lại cái chân viền phía dưới những cái tóc con cho nó sạch sẽ, là cho nó nét là được rồi các bạn. Rồi cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem video trên kênh của Vũ Ly trong thời gian vừa qua. Thì tôi cũng xin chúc các anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và làm ăn phát tài, thành công trong cuộc sống. Và nếu thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo. Và tôi cũng có nhiều động lực để làm ra nhiều cái video để cho các anh chị và các bạn tham khảo nha. Rồi tới đây thì tôi cũng trả lại cái tóc cho hoàn chỉnh để kết thúc luôn cái video nha các anh chị và các bạn. Đây là cái kiểu tóc chải cao bình dân nha các bạn, máy 73 ha, trên nền tóc thưa mỏng và săn dợn. Rồi đây là cái kiểu tóc chải cao của chúng ta khi hoàn thành nha các bạn. Rồi mai trắng ha, viền vành tay sắc ha, viền dưới gáy thả nha các bạn. Rồi video chia sẻ tham khảo là vậy, còn cảm nhận là cũng do các anh chị và các bạn cảm nhận ha. Rồi, cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem hết video. Hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.